Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thật vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường, chương 16. Dung Trạm không ngờ ông cụ sẽ sai thành như vậy, có thể vì hoài niệm Di Lạc, cũng có thể là vì y vừa mới come out. Ông vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận, dù là lý do gì thì đều khiến Dung Trạm lo lắng không yên. Cố Tư An trở lại bàn, tiếp tục thưởng thức đồ ăn, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Dung Trạm. Dung Trạm hoàn hồn lại thì nhận thấy Cố Tư An có chút khác thường. Anh nhìn em làm gì? Không có gì. Cố Tư An bình tĩnh thu lại tầm mắt, ánh nhìn lại rơi trên món cá hấp trên bàn. Trong lòng lại nhớ tới bộ dáng Dung Trạm hồi nãy ghen lên, chất vấn mình. Ba em đây là tức cảnh thương tình sao? Cố Tư An hỏi. Dung Trạm lắc lắc đầu. Không biết. Thật lòng mà nói, y không hề muốn nói chuyện hai đứa cho ông cụ biết, nhưng sự việc đã đi đến nước này, ông cụ đã biết rồi, còn không bằng thẳng thắn thừa nhận. Nhưng mà bây giờ, thấy Dung Trạm cao mày trầm mặt, Cố Tư An hổ thẹn nói. Anh không nghĩ đến, ông đã biết mọi chuyện, biết thế này, anh không tới nữa, tránh cho ông cụ phát quả, sắp tới em lại còn phải đi quay, đều tại anh cả. Anh không hiểu đâu, cho dù anh không tới, thì ba cũng sẽ xác nhận chuyện này với em. Anh có tới hay không cũng không có quan trọng. Dung Trạm nhàn nhạt mà giải thích. Vốn dĩ muốn ăn thêm một chút, nhưng nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn trước mặt, đột nhiên lại không có khẩu vị nữa. Nghĩ, y bèn buông đũa xuống. Sao lại không ăn nữa? Cố Thế An hỏi. Không có khẩu vị. Dung Trạm cầm giấy ăn lên lau miệng, nhỏ giọng giải thích. Ngày mai dẫn anh đi thăm dì nhỏ nha. Cố Thế An nói. Đời trước hắn chưa kịp tìm hiểu về Dung Trạm, y đã rời xa mình, cho nên tất cả những chuyện này hắn căn bản không biết chút gì hết. Bây giờ hắn muốn biết mọi thứ liên quan tới y. Được. Sắc trời vừa mới hửng sáng, tấm ảnh Lạc Danh ở trên bia mộ đã phai màu, nhưng bà vẫn như trước cười thật sảng rỡ. Cố Tư An đem bó hoa trong lòng của mình đặt xuống trước mộ, gập sâu mình lại một cái. Tay trang đen ở dưới ánh mặt trời càng thêm vài phần nặng nề áp bức. Hắn trầm mặc hồi lâu, ngay khi Dung Trạm bối rối muốn gọi hắn trở về, hắn mở miệng nhẹ giọng nói. Xin lỗi, con đến muộn. Con là Tiếu An, cháu ngoại của dì. Dì nhỏ, dì còn nhớ con không? Thì dì thấy đó, con bây giờ với Tiểu Trạm là người yêu. Con biết dì rất yêu thương cậu ấy, coi cậu ấy như là con thân sinh ruột thịt của mình. Vì vậy, con đặc biệt đến đây xin ý kiến của dì. Dì nhỏ, dì sẽ đồng ý chứ? Cố Tư An vừa nói xong, một phần vốn tĩnh lặng, bỗng nhiên truyền tới tiếng lá cây xào xạc, một cơn gió mát lạnh thổi tới. Dung Trạm chợt nhớ tới lúc Di Lạc còn sống, dì thường cười cười, so đầu y nói, được, con thích là tốt rồi. Y nghĩ, có lẽ ngọn gió bất ngờ này chính là lời chúc phúc của dì dành cho tình yêu của hai đứa. Di Lạc có lẽ là người trông mong mình hạnh phúc nhất. Cố Tư An khẽ khụt một tiếng, nói tiếp. Mẹ của con, bà ấy vẫn luôn rất ân hận. Bà thường nhắc tới quyết định sai lầm năm đó. Nếu không, đã không khiến dì cô độc, không nơi nương tựa. Con thay mẹ con xin lỗi dì. Ông bà ngoại mấy năm trước cũng đã qua đời. Con nghĩ có lẽ mọi người trên đó cũng đã gặp được nhau rồi. Ngoài ra, con muốn cầu xin dì một chuyện. Cố Tư An nghiêm túc nhìn lên tấm ảnh ở trước bia mộ, trong lòng thầm nói. Cậu người có thể giúp cho Dung Trạm đi quay phim chuyến này, khỏe mạnh bình an. Rõ ràng là chỉ quay một bộ phim bình thường, nhưng trong lòng của hắn lại vô cùng bất an. Mặc dù mấy năm nay hai người bên nhau, Dung Trạm cũng thường xuyên ở bên ngoài quay phim. Một lần quay phải mất tới vài tháng. Thế nhưng lần này, hắn không rõ tại sao bản thân lại luôn bồn chồn lo lắng không yên. Lúc nào trái tim cũng không thể yên ổn được. Thấy Cố Tư An không nói nốt nửa câu sao, Dung Trạm ngạc nhiên nhìn hắn. Anh cậu cái gì vậy? Cố Tư An đeo kính râm lên, hừ hừ cười một tiếng. Cậu xong rồi. Thần kinh. Dung Trạm nhìn bia mộ, nghiêm túc nói. Dì Lạc, bọn con đi đây. Tạm biệt. Nói xong cũng đeo kính râm lên, sánh vai cùng Cố Tư An rời đi. Dung Trạm ngồi vào ghế phó lái, nhìn Cố Tư An khởi động xe. Cuối cùng nhìn không được mà hỏi. Anh rốt cuộc đã nói cái gì vậy? Cố Tư An không ngờ có ngày được thấy Dung Trạm bát quái như vậy. Hắn không nhịn được cười. Anh cầu dì nhỏ phù hộ cho chúng ta mãi mãi không rời xa.
Cái đó mà cũng cần cầu sao? Dung Trạm bĩu môi, quay ra cửa sổ xe, không có nói gì nữa. Em xem, chiếc xe này điều kiện kém như vậy, đến chó săn cũng không thấy một móng. Cố Thế An vừa lái xe, vừa đắc ý khoe khoang với Dung Trạm. Dung Trạm cười nhìn Cố Thế An, ánh mắt lại như đang nhìn một tên não tàn. Lần này xuất hành, vốn cũng chẳng có chó săn đeo bám, cũng là vì bản thân đã có tính toán thoái ẩn. Chó săn tất nhiên sẽ không đeo bám sát sao nữa. Đợi sau khi bộ phim này quay xong thì tuyên bố đi. Dù sao mơ ước của bản thân chẳng phải cũng đã thực hiện được rồi hay sao? Tiền mà, đủ tiêu là được rồi, cũng không cần kiếm quá nhiều để làm gì. Trong xe vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Sau khi ăn trưa, Cố Thế An đưa Dung Trạm về nhà, hành trình đã định sẵn, ngày kia sẽ bay. Vốn dĩ, hắn còn muốn đưa y ra bờ biển chơi 2 ngày, nhưng lại nghĩ giữ lại cho y một chút thể lực, đến cả khi làm chuyện đó cũng ôn nhu khác thường. Làm cho Dung Trạm bất ngờ mờ mịt, bắt đầu phản công, thái độ kiên quyết mạnh mẽ khiến Cố Thế An không tiếp tục quan tâm tới những lo lắng trong lòng nữa. Lật qua lật lại, làm y một lần, rồi lại một lần. Trận kích tình kết thúc, Cố Thế An ôm lấy Dung Trạm trầm trầm ngủ mất. Mà lần này Dung Trạm vốn ham ngủ, lại một chút buồn ngủ cũng không có. Y mở mắt quan sát đôi lông mày của Cố Thế An. Y biết, hắn đang lo lắng chuyện gì. Lần này quay phim vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, bộ phim lần này chính là toàn hành trình đều phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, y thật sự không thể buông tay. Y cũng không nỡ rời xa Cố Thế An, nó là một loại tình cảm quyến luyến chưa từng có. Nhưng mà, Dung Trạm khẽ thở dài một tiếng, ngón tay tùy tiện vén mấy sợi tóc rơi ở trước trán của Cố Thế An, ăn năn nói, để em tùy hứng một lần này thôi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã tới ngày khởi hành. Khi Dung Trạm thấy bên cạnh Cố Thế An là hai tráng hán vạm vỡ, Lương Thiệu và Giang Hàn, tròng mắt của y xém chút nữa rớt xuống. Càng kinh ngạc hơn là Cố Thế An nói một câu, hai người họ cũng đi theo. Không cần đâu, em mang một mình Tôn Uy theo tiện hơn. Dung Trạm lắc lắc đầu. Tôn Uy bị nhắc đến thì ngay ra như phỏng, nghĩ cũng không nghĩ mà phun ra một câu, mang theo Vệ Thanh sao? Dung Trạm lạnh lùng liếc nhìn Tôn Uy, không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Cậu đưa cô ấy theo là muốn chăm sóc cô ấy trong đoàn kịch sao? Tôn Uy xấu hổ gãi gãi mũi. Xem như em chưa nói gì đi. Lương Thiệu ở lại bảo vệ anh đi. Bên người anh đâu thể không có lấy một thân tín được chứ. Như vậy em cũng không có yên tâm. Dung Trạm hiếm thấy ở trước mặt bao nhiêu người như vậy mà nói ra những lời ân ái ngọt ngào. Cố Thế An cảm thấy mỹ mãn cực kỳ, xúc động muốn lao đến trao chi một nụ hôn nóng bỏng. Nhìn những người đi đi lại lại xung quanh, Cố Thế An cứng rắn ngăn lại cảm xúc manh động của bản thân. Nghe tiếng chuông báo vang lên, hắn bất đắc dĩ hướng Dung Trạm vẫy vẫy tay. Dung Trạm đầu cũng không quay lại, một mạch đi thẳng. Thật là tuyệt tình. Cố Thế An ôm ngực, đau lòng mà nói. Lương Thiệu nhìn thiết nhãn như tình Cố Thế An, xích nữa thì rớt càm xuống đất. An ca, anh không sao chứ? Cố Thế An tâm tình cực kỳ kém, lườm Lương Thiệu một cái. Tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Lương Thiệu lòng thầm khinh bỉ, rõ ràng là có vấn đề. Suốt đường đi, Giang Hàn luôn đeo kính, cực kỳ ngầu. Dung Trạm nhẩm tính thời gian phải xa Cố Thế An, y lưu luyến quay lại nhìn một chút, cuối cùng dứt khoát quay đầu rời đi. Cố Thế An ngồi trong xe thay đổi ý định mà nói, tới nơi giam giữ Cố Thành Trạch đi. Cố Thành Trạch hiện tại là nghi phạm số 1. Loại tội phạm như buôn bán ma túy này ở trong nước vốn phải bị xử bắn, nhưng thế lực phía sau lưng của hắn rất lớn, cho tới hôm nay vẫn chưa quyết định được tội danh, cho nên hắn vẫn cứ ngồi ngốc ở trong trại giam đến giờ. Nhưng Cố Thế An vẫn cảm thấy trong chuyện này vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm. Chống lưng cho Cố Thành Trạch không chỉ có một mình Nhạc Phi Minh, vẫn còn một thế lực đứng sau màn kiểm soát mọi chuyện. Vậy mà lại hoàn toàn không tra ra được gì. Loại nhà giàu mới nổi không đầu óc không năng lực, chỉ biết ba hoa phát lát như Phong Tu Kiệt, tuyệt đối không có năng lực làm được cái chuyện như vậy. Vậy thì có thể là ai? Cố Thế An mãi chìm trong suy nghĩ. Cách một cánh cửa sắt, chợt nghe thấy âm thanh xê dịch ghế ở bên kia. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Cố Thành Trạch, đầu bị cạo trọc lóc, dáng vẻ cực kỳ bình thản, không có lấy mục tiêu hoang mang bất an.
ung dung nhàn nhã giống như đang tiếp khách ở nhà. Cố Thế An híp mắt đánh giá, hắn đoán không sai, sau lưng Cố Thành Trạch chắc chắn còn có kẻ khác. Mày đến xem tao, vì sao còn chưa chết đúng không? Cố Thành Trạch thản nhiên cười, giống như tất cả những tội ác kia không hề liên quan gì tới mình. Phải, tao muốn nhìn xem, những ngày này mẹ ở trong tù có phải càng thoải mái hơn so với thời gian ở bên ngoài chạy trốn kia hay không? Cố Thế An đáp. Khiến mày thất vọng rồi, ở trong này an toàn biết bao nhiêu. Mày xem, ngoài đó có biết bao nhiêu người bảo vệ tao, tao còn sợ cái gì chứ? Cố Thành Trạch nhìn những bảo vệ mặc chính trang đeo súng ngoài cửa, khẽ huýt sáo một cái. Nhưng mày thì khác, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mày, nhằm vào bác An, thậm chí là sủng vật nhỏ kia của mày nữa. Cố Thành Trạch cười lạnh mà nói. Người chống lưng cho mày không chỉ mỗi Nhạc Phi Minh nhỉ? Mày thông minh như vậy, sao không tự điều tra xem? Cố Thế An không trả lời, khẽ xê dịch chiếc điện thoại nổi tiếng ở trong tay. Hắn động môi, cuối cùng nói một câu. Ba rất đau lòng. Thành linh, Cố Thành Trạch ở đối diện đột nhiên cười lớn, cười đến tràn cả nước mắt. Cố Thế An lạnh lùng nhìn Cố Thành Trạch cười như đang phát cuồng. Mày thật sự cho rằng ba có thể có được địa vị trong hắc bạch lưỡng đạo như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào mấy thứ ngu ngốc ấy sao? Nói xong, Cố Thành Trạch trợn mắt nhìn Cố Thế An, bỏ điện thoại nổi tiếng ở trong tay xuống, quay người đi vào phòng trong. Lời này của Cố Thành Trạch khiến cho Cố Thế An sực tỉnh. Có lẽ thế lực đứng phía sau lưng âm thầm thao túng cục diện, thoát không khỏi có liên quan tới ba mình. Đối với cái chết của lão Lô, người cha trước giờ luôn tôn trọng tình nghĩa của hắn, vậy mà một câu cũng không hỏi han, chỉ dặn hắn một tiếng, đi điều tra rõ ràng mọi chuyện. Không phải Cố Thế An chưa từng hoài nghi, chỉ là thời gian đó có rất nhiều chuyện xảy đến, hắn cũng chỉ cho rằng lần đó do Cố Thành Trạch báo thù, cũng không chú ý nhiều. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là trăm ngàn lỗ hổng. Có tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ phiền muộn của hắn. Cố Thế An từ từ lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Vào đi. Người vào là Giang Hàn. Cố Thế An có chút bất ngờ. Cố thiếu. Giang Hàn sau khi đi vào thì đứng trước bàn, ánh mắt sáng rực nhìn Cố Thế An. Giang Hàn không vòng vo nhiều lời, trực tiếp nói. Kỳ thật tôi biết, sau lưng Cố Thành Trạch, ngoại trừ Nhạc Phi Minh còn có ai? Cố Thế An như cũ không có phản ứng, cười cười nhìn hắn. Rồi sao? Giang Hàn tiếp tục. Nhưng tôi có một điều kiện, mong anh đáp ứng. Cố Thế An cười lạnh một tiếng. Nếu như tôi nói, tôi căn bản sẽ không đáp ứng điều kiện của cậu. Giang Hàn cũng không bất ngờ lắm, chỉ là ánh mắt ung dung từ trên nhìn xuống đánh giá Cố Thế An một vòng, sau đó nói tiếp. Tôi biết anh sẽ không đáp ứng, dù vậy tôi vẫn phải nói. Kẻ lớn nhất chống lưng cho Cố Thành Trạch. Giang Hàn mới nói được một nửa, liền bị Cố Thế An ngắt lời. Là Phong Thị đúng không? Giang Hàn gật gật đầu. Muốn lấy cái này để trao đổi với tôi, đổi lấy sự tự do của cậu và Lương Thiệu. Điều kiện này có phải là hơi thấp rồi không? Cố Thế An cười lạnh. Giang Hàn đột nhiên lắc đầu. Anh nói là Phong Thị cũng không đúng hoàn toàn. Phong Thị có phần nhà chính và nhà phụ. Cố Thành Trạch nhìn như là thân cận với lại Phong Tu Kiệt, nhưng kỳ thật trong đó có vấn đề. Cố thiếu, lẽ nào anh không nhìn ra sao? Nhìn ra? Cậu thật sự rất yêu Lương Thiệu nhỉ? Cố Thế An cười khẽ, giống như muốn đổi chủ đề. Cậu ấy ngốc lắm. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải lưu lại một lá bài bảo mệnh. Đây là thứ cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy. Trong mắt Giang Hàn là sự dung túng không thể cự tuyệt. Là Phong Tu Văn phải không? Cố Thế An không nặng không nhẹ nói một câu, rút từ bao thuốc ở trên bàn ra một điếu thuốc, tùy ý ngửi ngửi. Trong mắt Giang Hàn không hề gợn, hỏi lại. Anh biết tại sao không? Cậu nói tiếp đi. Cố Thế An chăm thuốc, hít một hơi, chậm chậm nhả khói. Nếu là trước đây, đối với miếng ngon như là Cố gia, Phong Tu Văn sẽ dốc toàn lực đối phó với bác An. Nhưng chính lúc mà Cố Thành Trạch ra tay với Dung Trạm, hắn đã bất ngờ làm ra mấy chuyện ngán chân như vậy. Lời này tôi đã nói rõ ràng rồi, Cố thiếu sẽ không phải không hiểu đó chứ. Giang Hàn nhìn Cố Thế An vờ như vô ý mà hỏi. Bên người tôi chỉ còn có một mình Lương Thiệu là đáng tin cậy. Ý tứ không muốn thả người rất rõ ràng. Cho nên tôi sẽ tận lực giúp đỡ anh. Giang Hàn không chút do dự mà hứa hẹn. Cảm ơn, nhưng hiện tại Dung Trạm y. Cố Thế An cúi đầu nhìn mặt bàn. Hắn biết
Phong Tu Văn có hứng thú với Dung Trạm, lại không biết là bắt đầu từ bao giờ. Y tạm thời vẫn an toàn, khẳng định là an toàn hơn so với ở đây. Giang Hàn nói, đối với vấn đề an toàn của Dung Trạm, Cố Tử An cũng không đặc biệt lo lắng, chỉ không biết vì sao hắn vẫn có một loại bất an không thể lý giải. Lương Thiệu còn đang đợi tôi dưới lầu. Giang Hàn khẽ gật đầu với Cố Tiểu An, quay người rời khỏi phòng. Về chuyện Phong Tu Văn, hắn vẫn phải tự mình điều tra suy xét lại. Bản thân vậy mà không nhìn thấu được âm mưu của hắn. Đây rốt cuộc là do hắn đã đánh giá thế lực của Phong Tu Văn quá thấp, hay là đầu óc của hắn đã trở nên không còn linh hoạt nữa rồi. Cố Tiểu An nhấc tay, mở đèn phòng khách, một mình cô đơn tịch mịch. Dung Trạm chỉ mới rời đi có mấy tiếng, vậy mà hắn đã cảm thấy khó khăn như vậy rồi. Vậy những ngày tiếp theo phải trải qua làm sao đây? Cố Tử An cười khổ một tiếng, nới lỏng cà vạt, suy sụp bước vào phòng ngủ. Hắn nằm phịch xuống giường, tùy ý hít lấy hương vị của Dung Trạm còn lưu lại trên đó. Nỗi nhớ, chạm tay đến được. Cố Tử An vứt bỏ những suy nghĩ tán loạn, trong đầu không ngừng hiện lên. Dung Trạm đang còn ở trên máy bay, đang ngủ hay là đang ăn, hay là đang xem báo? Chắc là đang ngủ rồi. Tối qua mình lật qua lật lại làm y nhiều lần như vậy, y nhất định là mệt chết rồi. Nhớ lại trận kích tình đêm qua, hạ thân của Cố Tử An nhịn không được mà ngóc đầu dậy. Hắn nắm lấy vật cứng rắn kia, tùy tiện so so. Tối nay không có ai tới an ủi mày đâu. Bên môi của hắn treo một nụ cười khổ, nhìn vật giữa hai chân của mình, không ngờ nó lại càng cứng hơn. Hắn bất lực nhảy xuống giường, mở phòng lưu trữ tìm vài cái đĩa CD, nhét đĩa vào trong máy. Từ khi cùng Dung Trạm ở bên nhau, hắn không còn phải xem mấy cái loại đĩa này nữa rồi. Không phải không muốn xem, mà là không có thời gian để nghiền ngẫm. Thế nhưng hiện tại, nhìn các loại tư thế biến hóa đa dạng ở trên màn hình, nghe tiếng rên liêu nhân của diễn viên, khắp phòng tràn ngập âm thanh rên rỉ ngâm nga của hai nam chính trong phim. Vậy mà Cố Tiểu An lại không có chút hứng thú nào, giống như thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Đây đều là những đĩa mà hắn đã từng rất thích xem. Vậy mà bây giờ, nếu như nam chính trong đây biến thành Dung Trạm. Cố Tiểu An cảm thấy thứ to lớn của mình lại lớn thêm một vòng. Hắn cầm điện thoại lên, mở mật khẩu âm binh ảnh. Bên trong có vài tấm hình khỏa thân khi ngủ của Dung Trạm. Trong ảnh, Dung Trạm bình yên nằm trên giường, lồng ngực rải rác vài dấu hôn đỏ. Y ngủ đến là ngon, một cánh tay gác lên đầu. Mặc dù chỉ là tư thế ngủ bình thường, nhưng lại khiến cho Cố Tiểu An càng thêm dục hỏa khó nhịn. Hai người trên màn hình máy vi tính vẫn quấn lấy nhau liên hồi, đã thay đổi vài tư thế, hiện tại là tư thế tiến từ phía sau. Công quân tiến công cực kỳ dũng mãnh, mà thủ quân lại là cả mặt thỏa mãn hưởng thụ. Thủ quân không có chịu nổi, liền kêu lên mấy tiếng vỡ vụn, âm thanh vang vọng trong khắp các căn phòng vắng. Ánh mắt của Cố Tiểu An rơi trên tấm ảnh của Dung Trạm trong điện thoại, một tay mò xuống, tùy ý vuốt ve hạ thân của mình. Cuối cùng, thủ quân kêu lên một tiếng chói tai, mà Cố Tiểu An lúc này cũng xuất ra. Hắn nhìn dịch thể trắng đục ở trên tay của mình, nụ cười trên môi càng rõ. Dung Trạm, em hãy thả manh rồi. Trong vô thức, Dung Trạm đã hòa tan vào trong thân thể của hắn, tiến vào trong huyết dịch của hắn. Hắn thậm chí không chịu được Dung Trạm vì công việc mà xa mình. Bản thân hắn cũng biết tình cảm hắn dành cho y có chút không bình thường, nhất là khi biết Phong Tu Văn cũng có hứng thú với y. Cố Tử An đem thân thể nhấn chìm vào trong bồn tắm, tùy ý để cho dòng nước ấm tràn trên lồng ngực. Dung Trạm, Cố Tử An nghĩ đời này của hắn vậy là triệt để thua trong tay một người rồi. Mới nghĩ như vậy, chiếc điện thoại đặt trong túi quần trên giá bỗng nhiên vang lên tiếng chuông vui tai. Hắn gần như ngay lập tức bật dậy từ trong nước, thuận tiện vuốt đi nước trên mặt, vớ lấy chiếc khăn lau lau tóc. Sau đó tức khắc lấy điện thoại ra, thấy cái tên hiển thị rõ ràng trên màn hình, chính là Dung Trạm. Cố Tử An cười, mở lên nghe. Em đến rồi. Dung Trạm vẫn đơn giản như mọi khi mà nói. Tim của Cố Tử An lại bất ngờ đập mạnh. Anh nhớ em. Âm thanh của Cố Tử An cực kỳ dịu dàng đến mức Dung Trạm tưởng như mình nghe nhầm. Y cố ý nhìn lại màn hình một lần, nhạy bén phát giác ra tâm tư nhỏ của Cố Tử An. Y nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Chỉ là rất rất nhớ em thôi. Em nhớ anh không? Dung Trạm nhìn bốn phía xung quanh, nhìn không được thầm nói vào điện thoại. Ở đây đông người. Cố Tử An bật cười ra tiếng. Mệt mỏi cả đêm, chỉ chờ một câu nói của Dung Trạm mà tan sạch. Cố Tử An nói,
Em chú ý an toàn nha. Dương Trạm nhàn nhạt nói. Ừ, anh chú ý giữ mình đó. Qua điện thoại, Cố Tang mơ hồ nghe được âm thanh ồn ào bên cạnh Dung Trạm. Cố Tang bật cười ra tiếng. Em đột nhiên hài hước như vậy, anh có chút theo không kịp. Dung Trạm đứng ở cửa sân bay tùy ý nhìn xung quanh, bất ngờ hạ thấp âm thanh nói. Em nghiêm túc đó. Mắt thấy Tôn Uy đang đi từ phía sau đi tới. Được rồi, lát nữa em gọi điện lại cho anh. Nói xong liền ngắt máy, kết thúc cuộc gọi. Cố Tư An không dám nhìn điện thoại hiển thị thông báo cuộc gọi kết thúc, lại không hiểu sao mà nhìn xuống cái thứ đang ngóc đầu dậy giữa hai chân. Nói xong liền ngắt máy, với hắn vậy cũng đủ rồi. Cố Tư An trở lại bồn tắm, nước cũng đã nguội, độ lạnh này vừa vặn rất là thoải mái. Hắn sung sướng nhớ lại sự không yên tâm về mình khi nãy của Dung Trạm, nghĩ nghĩ, trong lòng có loại cảm xúc không nói thành lời. Dung Trạm đâu phải đang ghen, rõ ràng là đang không an tâm mà dặn dò. Lẽ nào trong hắn không có lề lối như vậy sao? Cố Tư An đang ngủ thì bị âm thanh ồn ào của mẹ mình gọi dậy. Bà mẹ của hắn hóa thân thành fan em gái, không biết từ đâu nghe được thông tin sai lệch, nghe nói Dung Trạm phải đi sa mạc quay phim, liền tới tiến hành công tác tiễn nhau 18 dặm. Cố Tư An ai oán đầy mặt, bất lực nhìn mẹ mình. Mẹ, thật sự không thể trách con được. Là mẹ không chịu hỏi rõ trước mà. Vừa nghĩ đến không thể tự mình đến sân bay tiễn Dung Trạm, mẹ lại thấy tiếc nuối. Lạc Mai buồn bã. Mẹ, không thể thế này đi. Chỉ là... Cố Tư An càng nói, càng thấy có chỗ nào đó không đúng. Mẹ, tên này mẹ từ đâu mà nghe vậy? Ba con nói cho mẹ đó. Lạc Mai nói. Cố Tư An cười lạnh hai tiếng. Ba hắn có thể nói chính là người không muốn cho mẹ mình gặp Dung Trạm nhất. Vậy mà bà còn tin lời ông. Người này quả nhiên là phúc hắc mà. Mẹ, mẹ trách oan con rồi. Ai nói cho mẹ thông tin sai lệch thì mẹ đi tìm người đó đi chứ. Cố Tư An nhún nhún vai, bày tỏ mình không giúp được gì. Con nói ba con lừa mẹ sao? Cố Tư An cơ hồ nghe được tiếng của mẹ mình rít qua kẽ răng. Cố Tư An ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Phải. Làm sao mẹ biết lời của hai người ai thật ai giả? Lạc Mai cao mày, hiển nhiên không tin lời con trai nói. Trước khi bà đến, chồng thân ái rõ ràng còn nói, tên tiểu hồ ly Tiếu An này không muốn cho bà lại gần Dung Trạm. Giờ khó có thể nói được ai nói thật, ai nói giả nữa. Mẹ! Cố Tư An nghiêm túc kêu lên. Sao? Mẹ độc lắm. Cút! Nỗi nhớ dày vò triền miên, Cố Tư An cũng chậm rãi quen với nó. Dần dần, đem tâm tư đặt vào công việc, tan tầm rảnh rỗi thì nghe nhạc, ngâm mình trong bồn tắm và đợi điện thoại của Dung Trạm. Thời gian qua nhanh, chớp mắt thời tiết cũng đã se se lạnh. Cố Tư An nhìn lịch ở trên điện thoại, Dung Trạm đi quay đã được 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tôn Uy mỗi ngày đều gọi điện thoại cho hắn, báo cáo tình huống. Nghĩ đến mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thuận lợi, cũng đã sắp đến ngày đóng máy, trong lòng của Cố Tư An không khỏi có chút kích động. Lần này hắn nhất định phải lấp đầy khoảng thời gian hơn 2 tháng hư không kia. Biết Dung Trạm lông tóc vô thương, hơn nữa còn quạt bác chạy nhảy khắp nơi được, Cố Tư An cũng xem như nhẹ nhõm an lòng. Dặn thư ký mua chút quà, buổi tối Cố Tư An liền lái xe tới nhà Dung Ba Ba thăm ông cụ. Dung Trạm đi một mạch hơn 2 tháng, ông cụ bên này không có ai chăm sóc, hắn muốn thay Dung Trạm trông nom ông. Cây cối xung quanh khu nhà của Dung Ba Ba rất tươi tốt, nhịp sống cũng chậm hơn so với nội thành. Quả thật chính là một nơi rất lý tưởng để dưỡng lão. Cố Tư An vừa lái xe vào tiểu khu, liền thấy Dung Ba Ba cùng Lộ Hổ đang ngồi ngẩn người dưới bóng một cây liễu. Trong lòng hắn nhất thời căng thẳng. Hắn nhìn Dung Ba Ba, ông cụ đang bâng quơ, vươn tay vuốt lông của Lộ Hổ. Trái tim Cố Tư An chợt xót xa. Bộ dáng này của ông cụ e là lại nhớ Dung Trạm rồi. Dung Ba Ba không ngẩng đầu, Cố Tư An dừng xe ở nơi cách ông không xa, mở cửa. Cầm lấy hộp quà đặt ở trên ghế phó, bước xuống xe. Thấy Lộ Hổ bên cạnh đột nhiên vùng chạy ra, Dung Ba Ba ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Tư An đang tiến lại phía mình. Ông hơi ngây ra, trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Tiểu Cố! Dung Ba Ba kêu lên. Chú! Con tới thăm chú! Cố Tư An đi tới trước mặt ông, đặt hộp quà trong tay xuống, thân thiết, so so Lộ Hổ đang quấn quýt dưới chân. Con tới sao không báo trước? Mau, mau lên lầu thôi! Dung Ba Ba hồi thần lại vội nói. Con nhớ chú, cho nên muốn tới thăm chú một chút.
Cố Tứ An ngồi trên sofa nhìn tấm ảnh cũ trong tay. Dung Ba Ba rửa chút trái cây đem đặt ở tới trước mặt hắn. Tiểu Cố, ăn trái cây đi con. Tiểu Trạm nó không có ở nhà, chú cũng không có mua gì. Có một mình, cái gì cũng không có muốn ăn. Chú, không cần đâu, con chỉ là nhớ chú nên thuận tiện tới thăm thôi. Cố Tứ An vội vàng đặt tấm ảnh xuống nói. Con thật có tâm, thằng nhóc Dung Trạm kia cũng chỉ một tuần gọi về một lần báo bình an. Chú, Tiểu Trạm em ấy... Lời này của Tứ An chưa nói ra đã bị ông cụ đánh gãy. Con trai chú hiểu, chỉ cần nó có thể gọi điện về báo bình an, chú đã thỏa mãn rồi. Cố Tứ An trầm mặt, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Ông cầm lấy một tấm ảnh trong số những tấm ảnh trên bàn, chỉ vào đứa nhỏ bên trong nói. Con xem, đây là khi Dung Trạm mới 5 tuổi, cười vui vẻ như vậy. Hồi đó, mẹ nó thích bệnh tóc xam cho nó. Hai cái đuôi xam vùng qua vùng lại, đặc biệt giống bé gái. Con xem, hồi đó nó cười vui vẻ biết bao nhiêu. Cố Tứ An cúi thấp đầu nhìn tấm hình. Hồi đó Dung Trạm còn là một đứa trẻ nhỏ xíu. Cười đến tít cả hai mắt, lúng đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, nhìn quả thật rất giống một bé gái. Y đứng trước sofa, trong tay cầm một trái táo, cười đến thỏa mãn, tràn đầy. Ông cụ thở dài một tiếng khó nhận ra, lại cầm lên một tấm khác nói. Từ khi mẹ nó bỏ đi, nó liền trở nên không hay cười, cũng không thích nói chuyện nữa. Tầm mắt của hắn di chuyển tới tấm ảnh trên tay phải của ông cụ. Dung Trạm năm đó mới lên tiểu học, nhưng biểu cảm lại như một ông cụ non. Ánh mắt an tĩnh mà khôn ngoan, nét mặt đạm mạc nhưng không một tia cười. Còn bản thân hắn khi đó, có lẽ đang cùng với một đám trẻ con cùng tuổi tranh nhau tranh bá. Tất cả đều tại ta. Nó vẫn luôn hận mẹ nó. Nó cho rằng bà ấy phản bội ta, phản bội lại cái nhà này. Chú à, tại sao Dung Trạm lại có cảm giác buồn nôn khi mà nhớ đến mẹ mình? Cố Tứ An trầm mặc một lát, không nhịn được nên hỏi. Hồi đó, ta với mẹ nó ly hôn. Sau khi bà ấy bỏ đi, nó đột nhiên bệnh nặng một trận, lúc nào cũng nôn oẹt. Sau đợt đó, nó không thể nhìn nhận tấm ảnh có mặt mẹ mình, cứ nhìn thấy là lại nôn không ngừng. Sau đó tất cả những tấm ảnh có mặt mẹ nó, ta đều đem đi đốt. Đoạn thời gian sau, nó trở nên trầm lặng, không nói. Có lúc ta còn nghĩ, có khi nào nó mắc chứng tự bế không? May mắn thay, dì Lạc của con tới sống với chúng ta, bà ấy rất yêu thương, rất bảo hộ thằng bé. Tình trạng của nó cũng tốt lên đi không ít, dần dần cũng chịu mở miệng nói chuyện. Chỉ là sau khi dì Lạc của con qua đời thì... Dung Ba Ba cảm thấy có lỗi với Dung Trạm. Chú! Cố Tứ An vỗ nhẹ lưng cho ông. Kỳ thật, nó vẫn luôn cho rằng mẹ nó phản bội lại chúng ta. Thời điểm đó ta vô năng, nhà máy cắt giảm biên chế. Ta và bà ấy song song mất việc. Mẹ của Tiểu Trạm là một người phụ nữ đẹp. Hồi đó còn được coi là mỹ nhân của khu đó. Bà ấy không cam lòng cùng với ta ngày ngày trải qua cuộc sống khổ cực. Ngày ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Vì thế mà hai người bọn ta luôn luôn bất hòa khắc khẩu. Sau đó vào một ngày, bà ấy bỏ đi, một lời nhắn cũng không lưu lại. Rồi một thời gian sau bà ấy chủ động liên lạc với ta, nói là muốn ly hôn. Thật ra thì chuyện cũng đã qua rất nhiều năm rồi, ai cùng ai ở bên nhau, ta cũng đã sớm không còn quan tâm nữa. Chỉ là đã khiến cho Tiểu Trạm lưu lại ám ảnh sâu sắc ở trong lòng. Dung Ba Ba nhìn Cố Tứ An rồi nói tiếp. Kỳ thật, chỉ cần có người có thể ở bên cạnh chăm sóc nó, dù là ai, dù là nam hay nữ, ta đều không có để ý. Chú! Cố Tứ An nghe được lời nói này, nhất thời không phải biết nói gì. Đến tận lúc rời đi, trong đầu đều là những lời của ông cụ. Dùng Trạm, nó là bị ám ảnh tâm lý. Ta nói thế nào, nó cũng không có chịu nghe. Mong là sau này con có thể giúp ta khuyên giải nó. Mẹ nó ngày trước, dù có làm chuyện gì không đúng, chung quy vẫn là yêu thương con mình. Trong lòng của hắn thật là phức tạp. Bây giờ hắn có thể hiểu được nỗi hận của y đối với mẹ mình, cùng sự chán ghét đối với Phong Tu Kiệt. Người mẹ mà Phong Tu Kiệt có, đáng lẽ ra phải là người mẹ thuộc về y. Hắn ta còn ở trước mặt y dịu dõ dương oai. Quả thật là vô cùng chán ghét. Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt những suy nghĩ thương cảm của Cố Tứ An. Hắn mở lên nghe. Đang làm gì vậy? Đầu bên kia truyền tới âm thanh trầm thấp gợi cảm của Dung Trạm. Nhớ em.
Cố Tiên cầm lấy chiếc bút ở trên bàn, nhanh chóng trả lời. Hôm nay làm những gì? Đi đâu? Gặp ai? Có tiếp xúc tay chân hay không? Dung Trạm bất ngờ ném ra một câu hỏi. Cố Tiên bị hỏi đến ngây người. Em là đang kiểm tra chồng em sao? Cố Tiên cười hì hì, làm nũng đáp. Đúng, không yên tâm anh chút nào cả. Dung Trạm nhanh chóng lạnh lùng trả lời, ánh mắt nhìn xa xa lại mang đạm ý cười. 6 giờ 30 phút, tỉnh dậy, lục lại xem đống ảnh chụp của em một lượt. Cũng không có đã ghiền cho lắm. 7 giờ đến răng rửa mặt, 7 giờ rưỡi ăn sáng. Cố Thế An còn chưa nói xong, đã nghe đầu bên kia Dung Trạm lầm bầm, tự nói với mình. Sao kỹ thuật thụt lùi rồi? Lúc này Cố Thế An mới phản ứng lại, lĩnh hội sâu sắc cái từ của y, tà tà cười. Em về thử thì biết kỹ thuật có thụt lùi hay không chứ gì. Sau đó thì sao? Dung Trạm không thèm để ý đến Cố Thế An đang trêu đùa, tiếp tục truy vấn. Sau đó, anh tới chỗ của ba em. Ba em? Âm thanh của Dung Trạm lộ ra vẻ bất ngờ. Ừ. Ba em, ông ấy vẫn khỏe chứ? Dung Trạm ngừng một chút, nhẹ giọng nói. Ừ, vẫn khỏe, mọi thứ đều tốt. Có thời gian em gọi điện về nói chuyện với ông Thường đi. Dung Trạm trầm mặc một lát trả lời. Em biết rồi, vậy nha. Đợi đã. Cố Thế An còn chưa có nói xong, đầu dây bên kia của Dung Trạm đã ngắt máy. Em còn chưa nói nhớ anh mà. Cố Thế An tủi thân bĩa môi. Nghĩ đến hai cụ ở nhà, ngày nào cũng ân ái, nồng nàn anh em. Đúng là tức chết hắn mà. Thôi kệ vậy. Điện thoại vừa tắt, cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gọi cửa. Là thư ký Giang. Cố Tổng, đây là số liệu ngài cần. Thư ký Giang đặt văn kiện trong tay xuống trước mặt Cố Thế An, đậy đậy kính, do dự 3 giây mới chậm chạp nói. Cố Tổng, vụ thầu của Tứ Phương Thiên Hạ, ta nghe nói bên Phong Thị cũng... Cố Thế An ngẩng đầu nhìn thư ký Giang hỏi. Có tin tức rồi? Vâng, nghe nói bên đó cũng ra giá cuối cùng rồi. Thư ký Giang trả lời. Trước giờ vẫn không có nghe thấy gì. Có phải bên đó cố tình tung thông tin sai lệch hay không? Cố Thế An trầm giọng. Thầu của Tứ Phương Thiên Hạ, hạng mục quan trọng như vậy, không thể một chút phong phanh cũng không có chứ. Trước đây khi nói Phong Thị không có động thái gì, hắn đã hoài nghi. Tứ Phương Thiên Hạ là một miếng thịt béo bở, phàm là những kẻ tay dài một chút đều muốn tóm được con cá lớn này. Phong Thị ở trên thương trường luôn là mưa giật sấm rền, sao lại có chuyện không tham gia? Sự thật chứng minh nhất định những kẻ bên đó có vấn đề. Triệu tập hội nghị khẩn cấp, bàn bạc lại phương án tranh thầu lần nữa, cùng với hạ định mức xuống thấp nhất. Vâng. Cố Tang mệt mỏi cầm điện thoại lên, nghĩ nghĩ xong lại bỏ xuống. Con hồ ly Phong Tu Văn này bây giờ đã thành tinh rồi. Không chỉ trên thương trường, đến cả tài nguyên nhân mạch cũng... Hắn uể oải, nhu nhu Nguyệt Thái Dương mở điện thoại lên, nhìn bức ảnh mình và Dung Trạm chụp chung, sau đó cầm một tập văn kiện đi tới phòng họp. Ba, là con. Dung Trạm nói. Dung Trạm à, con bây giờ không bận hả? Dung ba ba hỏi. Vâng, tạm thời không bận, con nhớ ba. Dung Trạm khẽ nói, tiếp lấy túi nước mà Tôn Uy đưa cho. Ở đây, nước rất trân quý. Thậm chí, đến uống nước cũng phải cẩn thận, không được để rơi sót một giọt. Dung Trạm cũng chỉ nhấp một ngụm rồi đưa lại cho Tôn Uy, ý bảo hắn uống. Thằng bé này, ba cũng nhớ con, nhớ chú ý an toàn đó. Một câu của Dung Trạm liền chọc trúng ổ trong lòng Dung ba ba. Ông đau lòng đáp lại, dưới góc mắt có ánh lệ. Ba nhớ chú ý thân thể. Con còn nửa tháng nữa là đóng máy rồi, bà đừng có lo. Ừ, con nhớ chú ý sức khỏe là được rồi. Sau khi cúp điện thoại, Dung Trạm trầm mặc hồi lâu. Dùng một chút tín hiệu nhỏ bé, gửi cho Cố Thế An một tin nhắn. Cảm ơn anh. Kết thúc buổi họp dài suốt 3 tiếng đồng hồ đằng đẵng, Cố Thế An mở máy lên, nhìn thấy tin nhắn của Dung Trạm. Hắn làm tổ trong chăn cười trộm, thầm nghĩ. Mới trình độ này mà y đã cảm động thành như vậy. Đợi đến khi mình cầu hôn, chắc y xúc động đến khóc như mưa mất. Nghĩ đến Dung Trạm sẽ cảm động đến rơi lệ, thậm chí có khi còn chủ động dâng lên nụ hôn. Cố Thế An một mình trong căn phòng trống vắng tịch mịch, lại bỗng cảm thấy cũng không quá khó khăn. Nếu như tất cả những vất vả uất ức này đều vì dành cho Dung Trạm một bất ngờ, vậy thì cho dù là có vất vả thêm nữa cũng tính là gì chứ?
Cố Tư An một mình cười ngốc ngốc mà ngắm nhìn tấm ảnh của Dung Trạm, sau đó tiến vào giấc mộng. Trong mơ, hắn mặc một bộ lễ phục màu trắng, Dung Trạm mặc tay trang màu hồng nhạt. Hai người sóng bước đi trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Lắng nghe một sư nghiêm túc trang nghiêm tuyên thệ. Hắn nghe thấy tiếng mình đáp, con đồng ý. Đang đợi Dung Trạm lên tiếng, chợt bóng dáng của Phong Tu Văn xuất hiện ở cửa lễ giáo đường, lớn giọng hô lên. Tôi không đồng ý. Sau đó Phong Tu Văn một thân tay trang đen, nét mặt thâm tình đi tới trước mặt Dung Trạm. Quỳ xuống một chân, lấy ra chiếc nhẫn kim cương lớn bằng trứng bồ câu đeo lên ngón tay của y. Hắn nói, đi theo anh đi. Cố Tư An nhìn Dung Trạm đi theo Phong Tu Văn, đầu cũng không hề ngoảnh lại lấy một lần. Hắn muốn đuổi theo, muốn hô lên, nhưng không thể, bởi vì thân thể vô lực, căn bản không thể cử động. Đợi đến khi cơ thể của hắn có thể cử động trở lại, trước cửa giáo đường đã không thấy bóng dáng của Dung Trạm cùng Phong Tu Văn nữa. Cuối cùng, hắn cũng tỉnh lại, trong mắt mơ hồ mờ mịt mông lung, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Mẹ nó, lại gặp ác mộng. Dung Trạm đang quay cảnh quay cuối cùng, cát bay trên bầu trời, cảnh thu vào máy quay vô cùng tốt, đến đạo diễn cũng không ngừng trầm trồ ông trời cũng ủng hộ cảnh quay cuối cùng này của Dung Trạm. Vầng thái dương lặn xuống, bốn phía một mảnh sương khói hoang vu, bóng lưng Dung Trạm đứng giữa sa mạc tịch mịch cô liêu mà tuyệt vọng. Đúng vậy, y cuối cùng cũng tìm thấy Sahara trong mơ, nhưng nó không phải Sahara trong lòng y. Ốc đảo hoàn toàn không thấy, sa mạc không một bóng người. Đối diện với ống kính, Dung Trạm rơi xuống giọt nước mắt tuyệt vọng, bóng dáng trong gió cát mờ mịt, càng đi càng xa. Đạo diễn kích động đến nhảy cẩn lên, sàng sảng hô một tiếng cắt. Tất cả cảnh quay đã kết thúc. Đạo diễn nhìn Dung Trạm đang đứng không xa hô lên. Dung Trạm, kết thúc rồi. Đạo diễn vừa hô lên xong, đột nhiên gió cát cuộn lên, đất trời biến sắc. Cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời khiến người ta không mở mắt nổi. Tôn Uy vừa che mắt, vừa cố gắng nhanh chóng chạy tới hướng Dung Trạm. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, Dung Trạm bị gió cát cuốn lên, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người đều bị dọa sững sờ. Tôn Uy mồ hôi chảy đầy mặt, hét lên với đạo diễn. Mau, mau liên lạc với đội cứu viện gần đây nhất. Được, được, được. Đạo diễn suốt cuộc cũng quen hồn lại, hoang mang kêu trợ lý gọi điện. Tôn Uy nhìn phương hướng gió cát đã bình ổn trở lại, không thấy một bóng người. Trái tim hắn co thắt một trận. Xong rồi, lần này là xong thiệt rồi. Tôn Uy đang hoang mang lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Tư An. Lúc này Cố Tư An vừa mới kết thúc một cuộc họp dài lê thê, tay cầm tấm ảnh của Dung Trạm ngắm nhìn, mệt mỏi trong lòng cũng lôi đi không ít. Nghĩ đến, Dung Trạm sắp về rồi, trái tim nhìn không được mà lại đập gia tốc. Điện thoại đột nhiên kêu lên, khiến cho Cố Tư An bị bất ngờ một chút, trái tim vô thức trầm xuống. Là tôi, Cố Tiểu An. An ca, Dung Trạm y. Cố Tiểu An bất giác, đình chỉ hô hấp, trái tim ngừng đập một nhịp, giọng nói cũng lạc đi. Dung Trạm cậu ấy làm sao? Dung Trạm cậu ấy bị gió cát cuốn đi mất rồi. Âm thanh của Tôn Uy trầm trọng, không nói nên lời. Cái gì? Cố Tiểu An không dám tin vào tai của mình, quát lên. Dung Trạm, y bị gió cát cuốn đi mất rồi. Mới ngay vừa rồi. Bây giờ không tìm thấy tung tích nữa. Tôn Uy lặp lại lần nữa, chờ đợi cơn thịnh nộ của Cố Tư An. Lại không có nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở đầu dây bên kia. Ngay khi hắn tưởng rằng điện thoại đã ngắt, bất chợt lại nghe được từ ở bên kia dường như truyền tới âm thanh từ xa xôi nào đó. Liên hệ với đội cứu hộ địa phương, dù người có quá thành tro cũng phải đem về cho tôi. Còn nữa, tôi sẽ tự mình tới tìm. Tôn Uy cuối cùng cũng thở dài một tiếng. Trong lòng lại đau thương không dứt, Dung Trạm hiện tại sống chết chưa rõ. Gặp phải trận gió sa mạc này, Dung Trạm e rằng lành ít dữ nhiều. Điện thoại trượt khỏi tay lúc nào, Cố Tư An không biết. Hắn thậm chí còn không biết điện thoại rơi xuống, làm đổ cốc nước, nước tràn ra lên láng khắp mặt bàn. Bên tai hắn chỉ còn dư âm lại của câu nói khi nãy. Dung Trạm bị gió cát cuốn đi mất rồi. Dung Trạm vô tung vô tích. Dung Trạm sống chết chưa rõ. Dung Trạm không còn nữa. Cố Tư An cưỡng ép bản thân mình hoàn hồn lại, lập tức nhấc điện thoại nội tuyến gọi cho phòng thư ký. Thư ký Giang, tìm cho tôi một chiếc trực thăng. Nhanh lên, ngay lập tức.
Thư Ký Giang nhất thời mờ mịt, thầm nghĩ, Cố Tổng có bao nhiêu gấp gáp không đợi được đến lúc gặp người yêu, lại muốn ngồi trực thăng trực tiếp bay đến. Nhưng ngữ khí của Cố Thế An lại không giống như mong đợi hay vui sướng. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp lại, sau đó liên hệ trực thăng. Cố Thế An buông điện thoại xuống, bàn tay đều đang run rẩy. Hắn không tin thần, không tin Phật, nhưng lúc này, hắn cầu xin ông trời đừng đối xử với hắn như vậy. Hắn thật sự không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi Dung Trạm lần nữa. Cầu trời, nhất định phải cho Dung Trạm bình an vô sự. Tập 16 của truyện Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường tới đây là hết nha mọi người. Tại vì Lãm đang thắc mắc là từ Trung Quốc nếu như mà bay sang xa ra thì bay trực thăng thì làm sao mà bay tới, làm sao mà đủ nguyên liệu để bay, hay là bay được không?